Vatican Sáng kiến liên đới của biệt thự giáo hoàng ở Castle Gandolfo trong đại dịch Mỗi ngày, người nghèo ở Roma nhận được 200 lít sữa tươi và sữa chua đến từ biệt thự giáo hoàng Castle Gandolfo. Chính Đức Hồng Y. Konrad Krasewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nhận những sản phẩm này tại Vatican trước 7 giờ sáng Giám đốc biệt thự giáo hoàng giải thích Chúng tôi đang thực hiện sáng kiến liên đới này nhằm giúp đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Từ khi bắt đầu tình trạng khẩn cấp do đại dịch gây ra, Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở chúng ta không được để người nghèo cô đơn. Cung cấp một phần sữa được sản xuất mỗi ngày từ trang trại của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ rất cụ thể để đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Không khép kín nhưng mở lòng quảng đại cho những nhu cầu của người nghèo và người cô đơn đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Giám đốc thổ lộ, thực tế, chúng tôi bắt đầu cung cấp sữa trước ngày 13 tháng 3, ngày kỷ niệm năm thứ bảy triều đại của Đức Thánh Cha. Đối với chúng tôi, không có món quà nào quý giá hơn cho Đức Thánh Cha, đó là tiếp tục phục vụ cho những người nghèo cần sự giúp đỡ huynh đệ. Mỗi ngày, trang trại sản xuất khoảng 800 lít sữa một nửa trong số đó được bán cho siêu thị vatican phần còn lại được chế biến thành sữa chua và các sản phẩm khác và tất cả được bán tại vatican